chiều mù sương hay mù khói thuốc anh. Em không lại anh nhiều lòng sao đây, em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Giây nghe bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dai nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tiếp đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lau mắt thua. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay chuyện mưa đó không, biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ buồn. Xin kính chào các bác, tuyệt vời. Một bộ cấu hình cực kỳ tuyệt vời trong chất âm. Trong chơi audio hàng bãi này các bác ạ, em xin nói thật với các bác luôn là nếu có thời gian, có điều kiện để mà cầm nhiều sản phẩm ghép với nhau, em khẳng định với các bác luôn, những chiếc âm ly bãi giá chỉ khoảng độ hơn triệu đồng cho đến hơn 2 triệu đồng. Nếu chúng ta biết khai thác cái điểm mạnh của nó đánh ra chất âm, thì em nhấn mạnh các bác luôn là cực kỳ hay. Mặc dù không thể phủ nhận là những hàng đắt tiền nó cũng hay, nhưng em nhấn mạnh các bác luôn là những hàng rẻ tiền, nếu chúng ta biết phối ghép nó ra rất là hay luôn. Cụ thể đây là chiếc âm ly Yamaha. Với những dòng âm ly Yamaha nói chung thì nó có một cái chất âm gọi là mềm mại uyển chuyển. Mềm mại uyển chuyển và nó lại thiên về cái phần gọi đánh căng tiếng, nghĩa là giống gần giống kiểu sân khấu ngoài trời các bác, nhưng mà nó lại uyển chuyển nhẹ nhàng như những dòng Mazan. Nhưng mà khi mở volume lớn thì nó lại thoát tiếng, cảm giác như những cái bộ sân khấu ngoài trời các bác. Cái tiếng nó mang độ thoát, độ thoáng, nhưng mà nó lại rất là mềm mại trong những cái giải trung, giải tép, giải min, giải bát đó các bác. Chính vì thế những con âm ly Yamaha này ghép vào những đôi loa Pioneer nói chung, nó cho ra chất âm rất hay. Tại sao? Những đôi loa Pioneer nó có tiếng bass đánh rất là trội, và tiếng trung nó cảm giác là thoáng, và tiếng tép nó nảy. Nhưng mà nhược điểm của những đôi loa Pioneer chính là nếu các bác ghép vào những dòng âm ly săn xui nói chung, nó sẽ cho ra tiếng tép rất là gắt và chói. Đó các bác, em nhấn mạnh một điều như nữa là những đôi loa Pioneer nói chung các bác nhé, phần lớn nhá, sẽ có một số dòng thì sẽ không sao, nhưng phần lớn ý, ví dụ đôi loa Pioneer CS610 trước mặt các bác đây, nếu ghép vào những dòng âm ly của săn xui thường giải tép nó rất là bổng và làm cho chúng ta bị gắt khi chúng ta mở lớn. Nhưng mà khi mà ghép vào những con âm ly ví dụ con Yamaha đây thì tất cả các giải nó rất là ngọt. Và ưu điểm của những đôi loa Pioneer này là nó lung linh bát tép, tiếng tép tí tách rất là ngọt ngào, kể cả chúng ta mở ở mức âm lượng rất là nhỏ đó. Và đội chiếc âm ly này giá chỉ có 2 triệu thôi, Yamaha A5, đánh vào những dòng loa Bose cực kỳ hay, loa Bose này, loa Nhật này, hay những dòng loa Diatone nói chung. Nó một dòng âm ly rẻ tiền và rất dễ ghép, đẹp xuất sắc luôn. Giá 2 triệu đó các bác. Công suất đôi con âm ly này rất là khiêm tốn, nó chỉ đánh một cầu loa, công suất là 115W thôi. Nhưng các bác yên tâm, cái khả năng đánh của nó thì được rất nhiều loa các bác. Đôi loa Pioneer CS610 này nó bị cấy một góc đây, bọn em sẽ làm đẹp lại, em báo luôn các bác là bị cấy một góc đây và bị lứt theo thời gian đây các bác. Cái vỏ gỗ lại của nó bị để các bác nhìn kỹ đây ạ, một tí xíu đây thôi. Về cơ bản thì không đẹp đến
không ảnh hưởng đến độ đẹp và ê căng đầy đủ các bác nhé. Ê căng đây, ê căng còn đẹp, đây là bẩn các bác, ê căng còn đẹp đó, ê căng đầy đủ. Đôi loa này bình thường giá là 6,8 triệu cho đến 7,5 triệu tùy nơi bán tùy thời điểm. Em xin để các bác thanh lý luôn một vết góc đây thôi nhá, để các bác giá là 6,000,000 tròn, 6,000,000 tròn một đôi Pioneer CS 610D, 610D có hai vi tinh chỉnh phía sau, thùng loa mỗi thùng nặng 24 kg đó các bác, 610D. Và đôi loa này có công suất là cái tờ ghi công suất ở phía sau bị bóc mất rồi các bác, không thấy đâu nữa. Đôi loa này công suất em nhớ không nhầm là 80W các bác, 80W đó. Thùng vách thì không nứt này các bác nhá, hàng bãi về nào bán nguyên như thế các bác. Đó, các bác hai bên tinh chỉnh phía sau đó, Pioneer CS 610D quá nổi tiếng rồi. À, em để các bác giá 6,000,000 và chiếc em đi giá 2,000,000, như vậy của bộ cấu hình này là 8,000,000, nghe nhạc cực kỳ hay các bác, tiếng bát tiếng tép đánh rất ngọt tai. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Nếu mà để mà nghe thì không thể ngờ ngờ đây là một bộ cấu hình giá chỉ có 8,000,000, chiếc em đi giá 2,000,000 và đôi loa giá 6,000,000 thôi các bác. Đây là những đôi loa rất hay trong cái tầm tiền từ 8,000,000 trở về của Pioneer. Và nó sử dụng một con bát 25 gân vải ẩm dầu, gân vải xếp các bác nhé. Và một con chét đôm hoa thị, một con trung đôm hoa thị. Đôi loa này giá chỉ có 6,000,000, rẻ hơn cả hơn 1,000,000 đồng so với thị trường. Thùng vách thì còn khá đẹp các bác. Đúng bên này bị cánh một góc đấy các bác. Nhà em thường bán loa đẹp, nhà em không bán loa xấu. Nên những đôi loa xấu như vậy em sẽ thanh lý. Bình thường những vết cánh góc đấy người ta vẫn có thể bả và làm sơn si lại đẹp được các bác, nhưng bọn em sẽ vẫn bả lại và làm đẹp lại cho các bác. Nhưng em báo luôn là nó bị sứt góc này thì các bác biết luôn tình trạng của nó. Và đôi loa thì tất nhiên là zin nguyên bản từ con ốc chưa tháo ra các bác nhé, không cháy, không dập, không có một tí gì liên quan đến chất âm mà bị ảnh hưởng đó. Một đôi loa cực kỳ hay, giá 6,000,000 của Pioneer. Thùng gỗ nó bằng thùng gỗ kiểu màu lạng xi các bác nhé. Dòng 610D này thì chất âm nó hay hơn 610 trơn, bởi vì con bát của nó đã được làm cái củ từ lớn hơn, đánh bát sâu hơn các bác. Và con âm đi Yamaha rất hay trong tầm giá 2,000,000. Yamaha A5 đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa. Rất khỏe, con âm đi rất khỏe các bác. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Bác nào có nhu cầu lấy bộ cấu hình này, đôi loa Pioneer CS 610D giá 6,000,000 và con âm ly giá 2,000,000 Yamaha A5 đẹp xuất sắc luôn con âm ly, thì nhắn tin cho em qua hai số 0981193686 hoặc 0983662586, em giao hàng toàn quốc. Và bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây, xin kính chào các bác. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kẹo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi thương.